Ai ông tím anh đớp luôn rồi còn ở đâu nữa tèo. Ông vàng đâu, ông vàng đâu? Ông vàng vàng đâu? Thôi, hết cơ hội có cái ông vàng vàng rồi, về đi nhận bốc thôi. Nhất kỷ, nhất kỷ, nhất kỷ. Xin cái mặt nạ anh ơi hả? Mặt nạ mày mày đang ở đâu Đạt? Về bên thành đô đi Đạt ơi, thành đô này. Thành đô Bắc này Đạt ơi. Để em cất đồ vào giường đã anh em ơi. Cất đồ vào giường rồi mới lấy cái nhất kỷ. Tìm em giữa dương châu chiều mưa. Thành đô Bắc Đạt ơi. Tinh hồng bảo thạch được 3 viên. Thủy tinh. Hình như anh Thức có cái hoán minh thạch phải không anh Thức? Đây đây đây, ra đây nhà này. Đây này Đạt ơi. Cái mặt nạ nó sẽ hết hạn em nhá. Đó hai cái luôn đó em. Còn mấy cái này cho mấy con xe nó đeo. Cái vé số là em để đây để em đi đánh lần này. Em sẽ đánh vé số. Em sẽ phải chụp vé số. Rồi. Em đứng ở đây luôn em nhẫn mốc này. Tắt giường đi anh em ơi. Bấm mật luôn đi. Này mặt nạ may mắn này Đạt này này nhặt này. Đây đây đây. Thấy chưa nhặt đi. Thành đô Lâm An đại lý ta tìm nàng, tìm em giữa dương châu trừ mưa. Biển kinh tương dương lướt khói thăng đầy trời, biết tìm em nơi chốn nào. Này nhất kỷ này, bót to này, bót nhỏ này. Tìm em giữa dương châu chiều mưa. Tiểu thành bí kíp này. Anh kia ơi, tiểu thành bí kíp này. Tìm em giữa dương châu chiều mưa. Mình bảo rồi, mình đỏ lắm. Đầy đủ bầy bờ luôn anh em. Bót to, bót nhỏ đầy đủ cả ngựa cả đồ luôn. Ngựa nghiếc đầy đủ luôn, nhất kỷ luôn. Quá ngon rồi, nhất kỷ hôm qua mình mua danh Hồng Dũng, hôm qua em mua cái nhất kỷ 650 ngàn rồi. Nay anh em mình mua mình cũng bán đúng 650 ngàn luôn. thơm lắm anh em ạ. Anh Khê qua thành đô Bắc lấy luôn cái tiểu thành này anh Khê ơi. Hỏi trống qua đây lấy luôn cái này này. 5 kim túi bí kíp, 10 kim với nhất kỷ hả? Rồi em bán rẻ cho anh Khê cái tiểu thành bí kíp 6 kim. Bán rẻ cái túi bí kíp cho thằng hỏi chấm 10 kim. Thế thôi em lấy rẻ thôi. Ai mà lấy đắt anh. Ăn hoa đỏ. Ok từ từ đấy. Đưa giao chỉ cho anh em kia ăn tiếp cái thằng này luôn. Cất bót vào giường đã. Đổi con ngựa luôn hả? Không, em không có đi cái con tuyết ảnh đâu. Em không đi đâu. Em đi con xích tố. Em méo đổi cái con tuyết ảnh đâu. Đây này anh lấy con chiếu dạ này. Em đi con xích thố này. Chiếu dạ còn 2 ngày này. Anh lấy con chiếu dạ này. Chứ em không đi cái con tuyết ảnh. Em ghét cái con tuyết ảnh cực kỳ luôn á. Cái tuyết ảnh lấy con chiếu dạ đi tạm kìa. Em đi con xích thố luôn. Con tuyết ảnh nhìn nó hãm lắm. Em không biết nữa. Cái đó hôm qua mấy anh em mới bảo. Ủa trời ơi, nó vẫn là còn hên. Nó ra cái phi phong anh em ạ. Nhưng mà nó không được kháng tất cả, không được kỹ năng vốn có. Nó ra kháng tất cả nhưng vẫn còn hên anh em ạ. Vẫn có phi phong là hên rồi. Thôi đi 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 luôn anh em ơi, đi luôn. Sao hôm nay mình hên dữ vậy? Đừng hên nữa. Xin mà đừng hên nữa đi mà. Đừng có hên nữa.
Trời ơi nó hên. Hên quá, hên luôn anh em ơi.